sau là thế hệ trước rồi đấy, các bác là có do thể là phong tục tập quán của bà con ở đây là ông có thể lấy được 2 bà vợ, nhưng mà bây giờ ông là thế hệ thanh niên đấy, từ độ 7, 8, 9x trở lên chúng ta không nên làm đấy. Chỉ đúng rồi. Vợ một con thôi, chung thủy đúng không, một vợ một chồng, chung thủy, chung thủy. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đá Cao Nguyên. Hiện tại thì Sơn đang ở thôn Mạt Tìa. Hôm nay Sơn vào chỗ nhà chú Sò, ông Sò Đào Hoa Ba Vợ để mời chú ngày hôm nữa thì Sơn có khai trương một quán cà phê ở phố cổ Đồng Văn, thì cũng muốn mời chú tham gia biểu diễn văn nghệ ở tại quán. Và bây giờ Sơn đã đến nhà chú đây. Chú Sò ơi, ố, chú ở nhà? Đâu, mấy bà đi đâu rồi chú? Hả? Đi gặt lúa. Đi gặt lúa? Ồ. Đang ấy à, chú đang đun nước à? Hôm nay không đi ấy, chú không đi kéo cá à? Không, vừa mới về. À, vừa về à? Trước là chú lấy bà cả là năm bao nhiêu? Lấy bà cả nếu mà để con đầu là 20 tuổi, để con đầu mà 20, bà 20 tuổi hay chú 20 tuổi? Mình thấy con ở bà ấy. À. Nhưng mà trước lấy là năm bao nhiêu chứ? Năm chú bao nhiêu tuổi? Trước lấy cũng là 22 tuổi thôi. Chú 22 tuổi á? Bà ấy bằng tuổi chú à? Bà cả là bằng tuổi bà à? Bà nó ít tuổi hơn. À, bà ít tuổi hơn. Thế là xong là đến lấy bà hai thì bà hai thì nó nói với cho Sơn nhá, bởi vì bà cả đã để được 2 con rồi, nhưng mà con gái lại bị mất Trung Quốc, nó mất đi ăn trộm nó bắt đi đúng không? Đấy, nó bắt đi. Thế con trai cả là bị mất rồi. À, thế mà chú ấy bảo là thế bây giờ bà kiến cho một cô đi. Mình có con trai, mình có đất đây mà. Vâng. Thế là có lúc mình già, mình chết thì có ai mà đốt hương mình. Đúng rồi, đây. Phải có người nối dõi là thắp hương, hương khói các thứ. Vâng. Thế là xong là lấy bà hai. Lấy bà hai, Bà hai là người đâu? Bà hai người gần đây không? Lỗ. À, thế bà cả là ở Đồng Văn à? Bà cả ở Nghệ Lộc. Ngài Lồ bên dưới kia. Kia thế bà hai ở Phố Lộ, bà hai ở trên cao nhỉ, bà hai. Thế là bà hai thì năm lấy sau đấy bao nhiêu năm lấy cũng là 25 tuổi đấy, nhưng mà phải được sự đồng ý bà cả mới lấy chứ đúng không? Đấy. Bà cả nó đồng ý, nó gọi quá. Bà cả đi hỏi hộ, hỏi vợ hộ đấy. Cũng là như chú đi hỏi là cũng dở. Tức là bà đi hỏi cho ông. Đấy, bà hỏi, sau đó bà không có ý kiến. Đấy. Thế là bây giờ bà cả là có đứa con nào không? Bà cả bởi có một đứa con, bây giờ là con của ở Trung Quốc thôi. À, đi Trung Quốc rồi à? Đấy, con nó... Thế bà cả có mỗi một đứa thôi? Có 2 đứa. À. Đứa trai, đứa gái, nhưng mà đứa con trai nó bị mất rồi mà. Một đứa bị mất. Thế là... lý do là lấy bà hai. Vâng. Bà hai là bà cả đi hỏi cho. Vâng. Bà cả tuyệt vời ấy nhỉ. Vâng. Thế là bà hai là có mấy con? Bà hai có 2 đứa con. Cũng 2 đứa nhưng mà 2 gái đúng không? 2 gái. À. Nó có một trai, nhưng mà con trai là con, nếu mà nó đi lấy họ họ chết rồi, chết rồi chú mới lấy nó. À. Thế nó về nó để được một con gái. Vâng. Thế là chỉ để con gái thôi. Vâng. Thế là bà ba bây giờ, bà ba là lấy bà hai xong có 2 đứa rồi. Vâng. Xong mới lấy bà ba. Lấy bà ba. Thế là cách nhau bao nhiêu năm nhỉ? Thế bà ba là năm nay con trai của bà ba là năm nay cũng 11 tuổi rồi. À. Vâng. Bà ba là chắc là trẻ hơn chú nhiều nhỉ? Bà ba là ở đâu? Bà ba ở Mạ Păng kia. Mạ Păng lên ngay đây. Thế là có mỗi bà cả là xa nhất thôi nhỉ? Ngài Lồ kia xa nhất. Bà cả là xa nhất. Còn Mạ Păng với Phố Lổ thì ngay trên này. Vâng. Bà ba ở ngay trường học kia. Ngay gần trường học à? Vâng. Thế là bà ba là bây giờ là có một thằng con trai phải không? Có thằng bé phải không? Có một con trai một con gái. À, một trai một gái. Thế là bà ba, thế là hàng ngày thì bà cả làm gì, bà hai làm gì?
Đi một thằng đi cắt cỏ, một thằng đi hái rau lớn. À, thế bà ba là chăn bò Bà hay là ba đi cắt cỏ để phục vụ bò. thế là nhưng mà lợn nhà chú ở đâu? Lợn Trung chuồng. à cũng cũng trong chuồng gần chuồng bò đấy phải không? Thế là cũng phân chia công việc hết nhỉ. thế Vâng. thế về nhà thì bà nào về trước nấu cơm à? Nếu bà nào về trước là bà nó cứ đỡ. Thế các bà có hay cãi nhau À không, do chú của Lý thì không bao giờ mà cắn nhau. không? Bí quyết như nào chú chia sẻ Đấy. cho các cô bác người cháu Không, bởi vì em mà bà nào nếu mà bà nào say, bà nào cắn nhau thì bà bảo thôi 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 im mồm tí, nó trùng về trùng đánh chết đấy. Thế mình cắn nhau thì ngoài câu thôi, đừng đừng cho trùng nghe nghe thấy thế thế à? đấy. Thế là chú cũng phải ấy chứ nhờ, chú cũng phải bảo các bà chứ đúng không, cũng phải Đấy, nhắc nhở các bảo bà chứ. là chúng mày đừng mà cá nhau linh tinh đấy nhá. Tôi là người chồng, tôi quản lý chúng mày, không phải chúng mày quản lý tôi đấy. Đấy, tôi Rồi lấy chúng mày, không phải chúng mày lấy tôi đấy nhá. đúng Đấy. rồi. Nhưng mà làm cái gì phải phải bỏ qua. Nếu mà mượn cái gì phải hỏi qua tôi mới cho Đúng phép đấy. rồi. Như người Mông mình chỉ có hai ngôi nhỉ, tao với mày thôi đúng không? Thế Cứ tao với mày không, thôi. nó cũng hỏi theo theo con, theo bố theo mẹ. À vâng, nhưng mà Vâng. người kiểu người mà lớn hơn hoặc là ấy thì cũng là ấy, ví dụ như là chú với lại vợ các thứ thì là cũng kiểu không phải xưng hô anh em như ngoài mà lại tao với mày đúng không? Dạ Kiểu kiểu hai ngôi ấy nhỉ. vâng. Cháu thấy ở trong bản ai cũng gọi thế, cứ vợ chồng người cứ tao với mày. Vâng. Nhưng mà bố con thì là không 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 gọi như thế. Vâng. Và vẫn có trên dưới. Không, dân tộc Mông là không bao giờ mà gọi mày với tao. Vâng. Đấy, cũng gọi là thế bố đâu, Đúng mẹ đâu, rồi. là thế. Đấy, ở được với bà trong một nhà. Ở bao nhiêu năm rồi chú nhỉ? Đấy, cũng chắc Lâu là đấy nhỉ. lâu lắm rồi. Đấy, thế bà lấy bà cả xong đẻ đứa con, nếu mà con đi con gái đi Trung Quốc rồi, thế thì lấy ngay bà hai. Vâng. Đấy được 5 năm ấy, 5 năm lấy cả bà hai xong bà hai để được hai con trai, một thằng có 3 tuổi. À. Đấy, lại bắt đầu lại không con trai nữa, lại phải xin lỗi bà hai hỏi thì thế tùy, để tùy bố đi hỏi thằng nào thì tùy. Thế là bây giờ là bà cả là bà hai là bà cả đi hỏi cho. Thế Vâng, bà ba là ai đi hỏi? Cả hai bà đi hỏi cho. cả hai bà đồng ý. À đồng ý, nhưng mà ai đi hỏi hỏi Đấy, vợ? cũng là bà cả mà. À bà cả đi hỏi hết, Đấy, bà bà hai cả không hỏi à? do coi như là do bà cả là như thằng tướng À, đấy đúng rồi. đấy Tướng cứ là đấy, gọi là chỉ cho sau ông sò đó đấy, đúng không? đấy. Thế là mấy mấy bà có nhiều lúc có lâu lâu hay cãi nhau, tức không là không không bao giờ không không dám cãi đúng không? không dám cắn nhau, nhưng mà lâu thế này không thấy mà chửi nhau hay là cắn nhau cái gì, À mà chỉ là ăn đường. chắc Nhưng là mà cứ việc ai người ấy làm nên là đấy, cũng chỉ biết biết cũng làm về, nếu cô nếu cơm chín rồi bắt đầu ăn thôi. thế thì hòa thuận nhỉ, cũng không Đấy. có gì. Đấy, bởi vì là cuộc sống bây giờ cũng cũng được cải thiện nhiều rồi, cũng đủ ăn đủ mặc rồi nên là nó cũng đỡ, Vâng. chứ Thế nhưng còn mà suốt ngày lo. chú đi kiếm tiền thì kể cả được 1.000 rưỡi đấy, được 1.000 rưỡi để chia mỗi ngày năm 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 500. À 500. Thế là cũng được nhỉ. Nói chung là bây giờ thì mình cứ sống làm sao cho gia đình con cái mạnh khỏe hạnh phúc là được chú ạ. Giờ thì cũng cũng già rồi nên là bây giờ chỉ an hưởng tuổi già thôi. Bây giờ thế các con chú là cũng đi làm hết rồi đúng không? Thế cái Có đứa hay đi diễn cùng chú đợt trước là nó lấy chồng rồi nhỉ? là chồng ở trong xóm Hồ Đề À trong này. này đứa đấy là con bà cả hay con bà Đây hai? có bà hai, Con bà hai. bà cả con đi Trung Quốc rồi, nó không À về bà được cả rồi. bây giờ không không đứa nào ở À, đây. không không có đứa nào. Thế là Thế là mình cũng thương thương bà, bảo là bà không có con, coi như là bà không có con à nuôi bà. Thế mình là thằng nào cũng thương bà cả thôi. vâng, Nhưng mà thế chú tuyệt vời đấy. vâng. Chú biết san sẻ công việc, san sẻ thế, yêu thương ấy. Vâng. Thế là bình thường là chú hay ở với bà nào? Bình thường Không,
Chú thì ban nhà nào chú cũng quản lý, nếu mà tối đâu ngủ đấy. À, tức là không cứ đâu đúng không? Mà không bao giờ mà mình bảo là thế giường giường đây là giường của tôi, không 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 À, bao giờ có thế. thế tối là cứ nằm Nằm đâu cũng nằm được. đâu cũng được đúng không? Và Nằm bà nào cũng. Thế là đấy. bây giờ là nhà trên này là bà cả này Đấy, ba cả với ba, bà ba, à, ba. bà hai là ở bên nhà dưới. Và Nhưng mà sao bà hai lại ở nhà dưới chú? không, bởi vì nhà hẹp quá không À. đủ. Thế chúng là cả hai nhà chúng là hết mà, Vâng, đây không không phải là là bà chú mà mất sò. tiền. Vâng. Đấy. Thế này chỗ này chỉ kê được một cái giường bên bên chỗ kia nhà bên kia với bên này Vâng. thôi. Vâng. Đấy, còn một cái ở bên nhà dưới. Vâng. Thế là nhà chú hai cổng ấy nhỉ? Đây một Vâng. cửa vào này, đây một cửa vào này, bên dưới kia một cửa vào nữa. Vâng. Ừ. Thế Và mình là đi trên này cũng được, mình đi dưới cũng được. vâng. Vâng. Đấy. Thì hai cổng liền. Thế là đi từ đây xuống sông có sao không chú? Chỗ chú hay À, kéo cá. đi bộ thì đi tiếng đồng hồ, Đi bộ 1 tiếng đi xe máy. đi xe máy thì cũng đi 20 mấy phút thôi, Chỗ đấy là giáp Trung Quốc rồi đấy nhỉ? là ra Trung Quốc mà, Ừ. đấy, Giáp Trung Quốc rồi. ra Trung Quốc mà. Thế là chú là lấy ba bà là 3 lần cưới đúng không? Vâng. Ui, lần nào cũng tổ chức linh đình đúng không? Đấy, nếu mà bà cả tổ chức như nào là cứ là từ bà hai bà ba là tổ chức giống như nhau. Là bà cả tổ chức như nào thì đến bà hai và ba cũng tổ chức như thế, công Vâng, bằng đúng không? để cho nó công bằng. Đúng rồi, đỡ cãi nhau. Không Vâng. nhưng mà mấy lần cháu đến cháu thấy các bà cũng ấy mà nhờ các bà cũng cũng việc ai người ấy làm mà cũng không ấy đâu. Bởi Cũng vì không do chú chỉ làm mà. à. Vâng. Thế là phân công công việc hết. Đấy. Một ngày phân công công việc hết. Vâng. Chú là đi làm việc lớn Vâng. thì đi đánh là kéo cá cái xong đi ra ngoài mua đồ đi đi làm lễ. Vâng. Sau này có nhiều lễ không chú? Sau này có đám cưới đám kiếp có nhiều không? Nhiều nhưng mà tháng này không có. Đấy. Vâng. Đấy, cháu bảo mấy nữa khai trương quán cà phê là phải rủ gọi chú sò ra biểu diễn luôn ra cho bà con xem ở ngoài đấy. Lần này á quán cà phê cháu mà ổn ổn là khéo tuần nào cháu gọi chú ra đấy, Vâng. tuần nào ra biểu diễn, ra gọi là vừa biểu diễn vừa bảo tồn cái văn hóa khèn mông của mình. Vâng. Bây giờ á những nghệ nhân như chú trên này cũng cũng không nhiều đâu, Bởi nhiều người vì không biết nhảy đâu, bọn trẻ bây giờ không nhảy được đâu. tôi xem là có nhiều, không mà không có đâu, cũng có nhưng mà nó không biết nhảy. Vâng. Nó chỉ là biết thổ, nó không biết nhảy nữa chứ. À Đấy. đúng Nhưng mà nó rồi, lại không nhảy thích này cho phải. mình dạy nó là không thích, nó bảo là Vâng. nhảy thế là quá mệt, nó là không thích. Vâng. Đấy. Thế thằng 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 cu con trước đi nhảy của chú nó bây giờ nhảy được nhiều chưa thằng Ôi con? rồi coi thì nhảy át. À Ừ. nhưng mà bọn trẻ bây giờ nó chỉ học qua loa thôi, Vâng. nó không học kỹ như 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 ấy đâu. Cháu Vâng. thấy nó nhảy nhưng nó cũng qua loa lắm. Vâng. Có ai bà nào ở nhà? Con dâu. À con dâu à? Ừ. Con dâu ở nhà. Con dâu nó trông con bé. À. Ừ. Thế là con dâu đấy là con dâu bà mấy? Con Con dâu dâu bà hai bà hai vâng. chồng chồng con Con gái gái chứ. con dâu chứ À. con trai bởi vì nó mới cho Sơn À. cho Sơn biết đây này, Vâng. bởi vì chú lấy vợ hay, Vâng. nếu mà vợ đã cũng có một đứa con trai là của họ, Vâng vâng thế vâng. là À con riêng á? À con riêng, nếu mà chú lấy chú phải đền đấy à 360.000 à. là mình mua về là con mình À. đấy Rồi rồi rồi, tức là đấy là theo làm theo phong tục đấy đấy của dân tộc mình đấy, là và phải gọi là mua bỏ tiền ra mua. đấy bỏ tiền mua, Mua nhưng mà về. sau đó nó là con mình, Vâng. nó là con mình, nó là cúng cúng mình Vâng. là đấy À đấy nó là hóa vậy, ra là họ họ tê là mình là họ tê gì nên nó theo theo mình họ tê rồi. là như thế. Vâng. Cháu lại tưởng là ấy là con kia là của chú ấy Không, về. là con của họ. À tức là mình lấy bà ấy về là mình bà có con riêng ở ngoài là Vâng. mình phải phải làm thủ tục mình mua về. Vâng.
Thế tiền đấy là mình đưa cho ai hay là mình cúng tiền cúng? Nó đưa cho cái thầy trùng à cái bỏ cái cái ông ly dị cái gì bỏ cái gì đấy đấy à? Nó bảo là chay nó đủ rồi, thế nó không lấy chay theo nó coi như là nó bán bán cho bán mình cho ấy mình đấy. cũng hay nhỉ, ở đây cũng cũng nói chung là nó thế nó thoải mái đúng không chú? Thế là coi như là thằng kia là thế, cái anh hôm nọ đóng giường đóng giếc là Anh trên này. à cái thằng con nhà ấy đấy á, con nhà mua đây phải không? Hôm nọ đóng giường đây này nhà là Nhưng là của nhà thằng mua. à ông mua đấy là có mấy vợ ông mua đấy, một vợ Có nhỉ? một không? Thế thằng khuyết tật kia là con út à? Là con út. À thế là để kiểu thằng đấy còn bé nhỉ, tức là ông ấy để Ông là già rồi mới để để một đứa con gái, ba đứa con trai. à cả thằng kia nữa là ba Là ba à, ba con gái là cả con gái là thứ ba ấy. con gái thứ ba Vâng. thế hóa ra là nhà đấy cũng 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 hay Nói với cho nhỉ. xem là chú thì chú nó nhiều vợ, nó chín vợ, còn chú chín vợ chú bỏ hết. Bắt đầu sau đó mới lấy bà cả đây này. Vậy chú cũng thích chú lại bỏ đi. Tức là mình cảm thấy không hợp thì mình không ở được đúng không? Thì Nhìn cũng thích là mình ghét, ghét là mình bỏ đi thôi. ở Vì đây nó lười là làm. cứ phải quý phải thích nhau thì mới ở được, chứ không thì với lại là ở đây tự 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 do mà đúng không? Cưới xin các thứ họ cũng thoải mái lắm nhỉ. Nói chung là cháu thấy dân tộc trên này thì thấy dân tộc mình cũng thoải mái về Dân chuyện cưới tộc xin. chú thì rất thoải mái, bởi coi như là mình đưa hỏi một thằng vợ thì Mà là mình chỉ là mang một chai rượu đấy đi hỏi hỏi mà qua nó đồng ý, sau đó mình mới bảo là thế đưa đưa về nhà xong mới cưới à đây tức là cứ môn đăng hộ đối xong là phải ở được với nhau cơ đúng không, thì đấy mới đấy. thành vợ chồng được lâu dài chứ. Cháu thấy nhiều người cũng lấy mấy đời chồng mấy đời vợ mới hợp được Đấy, nhau cơ, đúng rồi. chứ không phải là lấy được luôn. Nhưng mà già nó cũng chảy đi cơ, Đúng không phải là rồi, trẻ nó chảy đâu. nó không 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 như dưới xuôi. Ở đây thì ví dụ như là mình cưới này mình có ra đăng ký đăng kiếp các thứ Không ngoài kia có không? chứ. Đăng ký Có. Còn đăng ký từ thế. à Mình có đăng ký để có luôn, mình ký xong mình sẽ bảo tham về giúp giúp ký, à xem mình làm xong nếu mà tính toán xem hết bao nhiêu được à bao nhiêu đấy, à sau đó mình mới hiểu là thế họ nó về cho mình họ lấy bao nhiêu về, thế mình ghi vào sổ, sau vâng đó họ cưới hay là làm cái gì mình phải đi nữa chứ vâng đấy. ừ, đúng rồi. Mà ở đây đám cưới cũng hay nhỉ, đám cưới ở đây là các nhà cứ góp nhau vào thôi nhỉ, đi đám cưới thôi, đám cưới thấy là nhà nào có đám cưới hoặc là đám giỗ là nhà nọ nhà kia mang đồ đi, nhưng mà ví dụ như là nhà kia nó mang dê trước đến nhà mình thì sau mình trả lại có phải mang dê đi không? Đấy cũng kể cả dê lợn cũng được. À thế Không như thì nhau. nhưng mà phải phải là ví dụ nó mang dê mình cũng phải mang mang lợn chứ đúng không, Đấy nó mình cũng mang mang. dê mình mang mỗi ngô không thì Đây đây được cũng được. được đúng không? Phải đây. Ở đây cháu thấy ở đây cái gì cái nhưng mà cái lễ là người ta quan trọng lắm, ví dụ nhiều nhà là còn còn sợ người ta đi lễ nhiều ấy, ví dụ bây giờ dắt con bò đến đi lễ mà sau này chú trả là cũng phải tầm con bò chứ đúng không? Thế nói cho cháu nhé, bởi vì giáp bò đi là chính thức là cậu hay là bà ngoại ông ngoại đấy, chính thức là mình phải giáp bò đi, còn giáp bò về mình giáp con nhỏ mình phải giáp đi con to chứ Đấy. đây. Đấy, trên này cũng nhiều phong tục. Cháu thấy đợt nào đi đám cưới cũng họ cũng chở đồ chở thứ, đông có người dắt cả bò cả dê đi. Ở trong xóm đây là kể cả có một thằng nó mất đi rồi thì mình cũng mới thăm một bó củ đấy, đi giúp hỏi À nhà nào cũng phải một bó củi đúng không? Để đấy, đun nhớ, đun đấy bếp, phải đun miếc để mỗi gia đình chỉ lấy ít nhất phải 100 đấy, giúp giúp họ đấy, người ta có khó khăn mình có, mình kể cả như mình không phải anh em mình phải đi giúp đấy.
Nói chung là ở đây tình làng nghĩa xóm vẫn ấy lắm nhỉ, vẫn gắn bó lắm, nhà nào có việc là đi giúp hết. và rút hết còn gọi qua xó rồi thì thôi. Vâng. Thế là chú nhớ nhá, tối chú gọi điện thì rồi ý cá thì chú gọi điện chuẩn. Vâng vâng, hôm nào chú gọi một hai thằng hợp. Vâng, hôm nào phen phen các thứ lên thì chú cháu mình ấy. Thì làm liên hoan tí. Vâng vâng vâng. Ở đây suốt mà chú. Thôi cháu xin phép nhá. Tay chú gậy. Tối thứ sáu nhá chú nhá. Tối thứ sáu thì là ra đây biểu diễn. Bởi vì là khách họ cũng thích xem múa khen, múa văn nghệ dân gian của mình lắm. Thì cháu xin phép cháu đi đây. Vâng vâng. Cũng đã liên hệ được với chú Sò để thứ sáu này ra để biểu diễn văn nghệ cho quán với khai trương của Sơn ở ngoài phố cổ Đồng Văn. Và Sơn cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.